Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 1. Đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết là Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tình cảnh tống quẫn của người dân Gaza. Chiều qua, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam để công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động bổ nhiệm cán bộ. Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định điều động chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Chúc mừng đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhận nhiệm vụ trọng trách mới. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, tiếp cận nhanh tình hình địa phương, luôn gương mẫu đoàn kết cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22. Đồng thời đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, quyết tâm đưa Quảng Nam thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách nhiệm vụ mới. Đồng thời hứa sẽ dốc lòng, dốc sức cùng tập thể thường trực, Ban Thường trực, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa Quảng Nam tiếp tục phát triển. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết sinh ngày 15 tháng 10 năm 1976, quê quán huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Quá trình công tác, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết từng giữ các chức vụ Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đến tháng 1 năm 2021, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Để phục vụ việc tiếp thu xây dựng dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, sáng qua Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại khu công nghiệp Thacochulai. Tham gia đoàn khảo sát, về phía tỉnh Quảng Nam có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Lãnh đạo Thaco đã giới thiệu với đoàn về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, được thành lập từ năm 1997. Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, Thaco hiện là tập đoàn công nghiệp đa ngành với 6 tập đoàn thành viên, gồm Thaco Auto, Ô tô, Thaco Agri, Nông lâm nghiệp, Thaco Industry, Cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, Thadico đầu tư xây dựng, Thiso thương mại dịch vụ và Thilori giao nhận vận chuyển. Các ngành này bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao. Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu, khoa học, sáng tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ đạt kết quả cao. Làm việc và đi khảo sát các nhà máy của Thacochulai, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp này. Với định hướng phát triển đa ngành, đặc biệt là ngành công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, công nghiệp chế tạo được đầu tư hiện đại, quy mô sản xuất lớn, đây là một trong những doanh nghiệp có thể đóng góp trách nhiệm với ngành công nghiệp quốc phòng. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp đề xuất và cho rằng cần phải có cơ chế, chính sách, mô hình liên kết phù hợp để huy động các doanh nghiệp tham gia. Đây là những vấn đề tiếp tục được thảo luận để hoàn chỉnh dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp trước khi thông qua. Trước đó, dự án luật này đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào tháng 5 năm 2024.
Sáng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày 3 tháng 3 năm 1959-2024, 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân, ngày 3 tháng 3 1989-2024, và Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày Biên phòng Toàn dân giai đoạn 2019-2024. Tham dự có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Về phía tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chiến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình dự hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Diễn văn do Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trình bày đã ôn lại truyền thống 65 năm của Bộ đội Biên phòng, 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân và nêu lên những kết quả đạt được trong 5 năm qua thực hiện ngày Biên phòng Toàn dân. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia, phát hiện tố giác tội phạm. Nhiều chương trình phối hợp mang hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng triển khai nhiều chương trình phối hợp khác với các sở ban ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong việc phòng chống tội phạm, nhất là chống buôn bán ma túy, phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giải quyết việc làm, bảo vệ tài nguyên môi trường trên các tuyến biên giới, biển đảo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện ngày Biên phòng Toàn dân trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành phần thảo luận, qua đó ghi nhận những ý kiến đóng góp, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để thực hiện tốt hơn ngày Biên phòng Toàn dân trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng biểu dương những thành tích đạt được trong 5 năm thực hiện ngày Biên phòng Toàn dân giai đoạn 2019-2024 của các cấp các ngành, cấp địa phương và đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí Lê Văn Dũng cũng nhất trí cao với các chủ trương giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ngày Biên phòng Toàn dân trong thời gian tới, đồng thời lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, biển đảo, để ngày Biên phòng Toàn dân ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các xã, phường, biên giới, biển đảo, vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới của tỉnh ngày càng giàu mạnh. Giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước láng giềng. Dịp này, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho 2 tập thể và 4 cá nhân trong thực hiện ngày Biên phòng Toàn dân giai đoạn 2019-2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 5 tập thể, 10 cá nhân thực hiện tốt ngày Biên phòng Toàn dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 12 cá nhân tích cực vận động quyên góp cho khu vực biên giới. Hội nghị cũng phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Năm 2023, Quảng Nam có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như thu ngân sách nội địa, giảm nghèo, giải quyết lao động việc làm, du lịch. Trong thành công chung đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng văn nghệ sĩ toàn tỉnh. Đó là đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác văn học nghệ thuật năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng qua. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, hội viên trong toàn hội giữ được sự ổn định về định hướng tư tưởng chính trị, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao. Các chương trình kế hoạch công tác đề ra trong năm cơ bản đều hoàn thành tốt, hiệu quả tích cực. Hoạt động của phần lớn các chi hội chuyên ngành của toàn hội có những kết quả tích cực, đặc biệt là việc đi thực tế sáng tác ở một số chi hội như văn học, mỹ thuật, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số miền núi đến các huyện vùng núi cao của tỉnh Quảng Nam và các tỉnh khác. Các hội viên đã tích cực tham gia và đạt kết quả tốt ở các kỳ thi liên hoan triển lãm. Qua các kỳ thi, đạt 42 giải thưởng trong tỉnh, khu vực và quốc tế. Đánh giá tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng nêu cao vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự phát triển chung của tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là đã đạt được nhiều thành tựu lớn trên lĩnh vực văn hóa xã hội năm 2023.
Đồng chí cũng đề nghị, năm 2024 với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, hội viên toàn hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững tư tưởng chính trị, phát huy hiệu quả các chi hội chuyên ngành, đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào văn học, nghệ thuật xứ Quảng. Dịp này, hội nghị đã trao thưởng 21 tác phẩm văn học nghệ thuật, 5 giải tạp chí đất Quảng và tặng giấy khen cho 24 cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2023. Chiều qua, Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành tài nguyên môi trường năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các sở ban ngành liên quan của tỉnh. Trong năm 2023, Sở Tài nguyên Môi trường đã quan tâm giải quyết thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng trình tự pháp luật, tham mưu cấp phép hoạt động khoáng sản phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, quy trình cấp phép đúng trình tự thủ tục gắn với cải cách thủ tục hành chính theo quy định. Sở cũng đã thường xuyên theo dõi hướng dẫn các địa phương giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án, nhất là các dự án trọng điểm như dự án đường liên kết vùng các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14A, dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò. Năm qua, Sở đã tổ chức 18 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 29 đơn vị, qua đó đã ban hành và tham mưu ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 tổ chức, với tổng số tiền phạt hơn 4,2 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành tài nguyên môi trường tỉnh đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung quan trọng trong thời gian tới, như khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực quản lý đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, công tác xây dựng giá đất, đặc biệt phải nhanh chóng có kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai năm 2024 và tập trung tháo gỡ các tồn tại vướng mắc kéo dài nhiều năm liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Chiều cùng ngày, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2023-2024. Tham dự chương trình có ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Motofumi Marutani, Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn Giao thông tỉnh, lãnh đạo thành phố Tam Kỳ, cùng đông đảo học sinh và phụ huynh trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Tam Kỳ. Trong năm học 2022-2023, Công ty Honda Việt Nam sẽ trao tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc, trong đó có hơn 28.000 học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chương trình nhằm hướng tới mục tiêu hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lên tới 100% và hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam. Cùng với đó, nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh lớp 1 của trường tiểu học Võ Thị Sáu. Đại diện Công ty Honda Việt Nam tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh toàn trường. Chiều qua, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự hội nghị. Hiện nay, Quảng Nam có 4 cơ quan báo chí gồm Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Tạp chí Đất Quảng và Tạp chí Khoa học, 5 cơ quan báo chí thường trú, liên lạc và 49 cơ quan báo chí trung ương, ngoài tỉnh, đăng ký với tổng số trên 200 phóng viên, nhà báo hoạt động. Cơ quan chỉ đạo, cơ quan báo chí bám sát tình hình thực tiễn, phát hiện, dự báo sớm các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường tính chủ động, tính thuyết phục trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối với các vấn đề, sự kiện có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo hầu hết hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở trong tỉnh, trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Các cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh như Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, sản xuất được nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề với nhiều bài viết tuyên truyền sâu về công tác xây dựng đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, công tác tuyên truyền, phản biện xã hội, thông tin phản hồi nhanh, kịp thời trước nhiều sự kiện chính trị quan trọng, phức tạp, có ảnh hưởng, tác động đến môi trường chính trị, xã hội của tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền, quản lý báo chí và hoạt động thông tin tuyên truyền báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 với những kết quả tích cực đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ phóng viên, nhà báo tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần xây dựng công tác thông tin tuyên truyền minh bạch, kịp thời, chính xác, đáng tin cậy của tỉnh. Hội nghị cũng đã tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 9 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2023. Sáng qua, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các tổ chức tín dụng, chính sách ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Ngành ngân hàng Quảng Nam cũng đặt mục tiêu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần hạn chế tín dụng đen. Tích cực tham gia và triển khai hiệu quả thiết thực chương trình kết nối ngân hàng, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, thúc đẩy triển khai chương trình 120.000 tỷ đồng cho vay chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư. Chương trình tín dụng 15.000 tỷ đồng cho vay lĩnh vực lâm sản, thủy sản, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, phòng chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, triển khai cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Năm 2023 là năm thứ hai thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế, đề cao nhiệm vụ cung ứng vốn và dịch vụ đi trước, phục vụ mục tiêu này. Toàn ngành ngân hàng Quảng Nam tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh tiền tệ, cung ứng vốn và dịch vụ tín dụng. Huy động vốn trên địa bàn đến thời điểm cuối năm 2023 đạt trên 85.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với đầu năm. Mặc dù có sự chủ động trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiểm soát chất lượng tín dụng, song nợ xấu trong năm qua vẫn tăng do khó khăn chung của nền kinh tế. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, thành phố Hội An, chiều qua Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học phổ thông năm học 2023-2024. Qua hơn 3 tháng triển khai, đến nay các trường đã tuyển chọn 93 dự án đăng ký dự thi và được ban tổ chức chấm chọn trưng bày tại cuộc thi cấp tỉnh. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học phổ thông năm nay đã tuyển chọn 93 dự án của 46 trường trung học phổ thông, 4 trường phổ thông dân tộc nội trú và trường tư thục Hà Huy Tập đăng ký dự thi và được ban tổ chức chấm chọn trưng bày tại cuộc thi cấp tỉnh. Trong đó, các trường tham gia dự thi 29 dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, 24 dự án thuộc lĩnh vực tin học gồm hệ thống nhúng, phần mềm hệ thống, robot và máy thông minh, 23 dự án thuộc lĩnh vực vật lý gồm kỹ thuật cơ khí, năng lượng và 17 dự án thuộc lĩnh vực hóa học, hóa sinh, khoa học thực vật, y sinh và khoa học sức khỏe, kỹ thuật môi trường. Cuộc thi năm nay tăng 17 sản phẩm, dự án, dự thi so với năm 2022-2023. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh nhằm khuyến khích học sinh trung học tham gia nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn đời sống, tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học. Đồng thời, thông qua cuộc thi, học sinh sẽ tự tin nghiên cứu khoa học, năng lực nghề nghiệp và tiềm năng khởi nghiệp, góp phần thực hiện giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông, góp phần phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Thưa quý vị, sáng qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024. Phát biểu tại đây, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh, cuộc thi nhằm tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Thông qua cuộc thi, hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng ở tỉnh Quảng Bình và Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam triệt xóa thành công đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị ra tỉnh Quảng Bình tiêu thụ. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Quảng Trị ra Quảng Bình tiêu thụ với số lượng lớn, nên đã phối hợp xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Đến ngày 22 tháng 1, tại khu vực thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, các lực lượng phối hợp đã bắt tạm giữ 4 đối tượng trong đường dây, gồm Đoàn Anh Đê, sinh năm 1992, trú tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Trần Tê, sinh năm 1999 và Trương Văn Tê, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Hồ Sĩ Đê, sinh năm 2006, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Tăng vật thu giữ gần 30.000 viên ma túy tổng hợp, một xe ô tô, 3 điện thoại di động và 73 triệu đồng tiền mặt. Thưa quý vị, cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Mai, thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, từng tham gia nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Ông xuất ngũ năm 1983 về lại địa phương. Ngoài tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, cựu chiến binh Hoàng Mai còn được biết đến là tấm gương tiêu biểu trong làm kinh tế giỏi và được Hội cựu chiến binh địa phương đánh giá là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Về lại đời thường, tận dụng diện tích vườn khá rộng trên 2.000 m², cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Mai liên tục tìm hướng mới trong phát triển nông nghiệp. Những năm gần đây, nhận thấy mô hình hoa cây cảnh cho hiệu quả kinh tế cao, ông đã tích cực chuyển đổi cây màu sang trồng hoa cây cảnh phục vụ cho dịp Tết. Mô hình cũng mang lại nguồn thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm. Chỉ còn khoảng nửa tháng là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, nhà vườn của cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Mai đang tất bật chăm sóc để các vườn cây cho hoa đạt chất lượng tốt nhất. Khi trở về đời thường rồi, thì nói chung là tuổi cũng cô, sức cũng yếu, không có lùm cái nạn ở ngoài đồng được, thì về mới trồng một cái phương pháp là để trồng hoa. Cho dù á là cũng có vất vả nhưng mà có nhẹ nhàng. Từng đi qua bom đạn chiến tranh, hơn ai hết cựu chiến binh Hoàng Mai hiểu rõ hơn giá trị cuộc sống bình yên trên mảnh đất quê hương và tâm huyết đóng góp cho sự phát triển nơi đây luôn thường trực. Vì vậy, ngay khi thôn Khánh Thịnh có chủ trương triển khai mở rộng dự án nâng cấp tuyến DX nối quốc lộ 40B đến DH12, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, ông Mai đã hiến 270 m² đất nhà ở, đất vườn, đồng thời vận động bà con cùng thực hiện. Đóng góp của đồng chí trong cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương về hiến đất, một số cái nội dung là đồng chí là chấp hành rất là tốt cái nội dung về hiến đất mở rộng, chủ trương vận động bà con nhân dân thông qua hiến đất. Rồi vận động bà con dọn đường vệ sinh đường lòng ở xóm trong các dịp ngày lễ Tết, và đồng chí tham gia có chương trình cũng như là phát động của hội cựu chiến binh xã Tam Thái cũng như là hội cựu của chi hội cựu chiến binh thôn Khánh Thịnh đảm bảo theo các nội dung mà đã đề ra. Nông thôn mới thôn Khánh Thịnh ngày càng khởi sắc, dần khoác lên chiếc áo mới của làng quê nông thôn mới kiểu mẫu. Và trong thành quả này vẫn có sự đóng góp miệt mài, thầm lặng của những cựu chiến binh như ông Nguyễn Hoàng Mai. Và hình ảnh người lính Cụ Hồ lại tiếp tục được tô thắm thêm giữa thời bình bằng những việc làm giản dị. Chương trình tiếp tục với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, quần áo là vật dụng cơ bản không thể thiếu của con người. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình nhân đạo ở dải Gaza ngày càng tồi tệ do xung đột giữa Hamas và Israel, người dân Palestine đang phải vật lộn với cảnh túng thiếu không chỉ là lương thực, mà còn là cả quần áo để giữ ấm trong mùa đông giá rét hiện nay. Sau khi bỏ lại tất cả đồ đạc để sơ tán, nhiều gia đình Palestine đang phải chống chọi với giá rét trong những căn lều nhỏ ở Rafah. Họ đã phải tìm kiếm quần áo cũ từ đủ mọi nguồn, bất chấp giá cả tăng vọt. Nhiều cửa hàng quần áo cũ ở Rafah cho biết nhu cầu đã tăng đáng kể khi ngày càng nhiều người cần thêm quần áo để giữ ấm. Hiện Gaza gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu và vật tư y tế từ bên ngoài. Ngoại trừ rìa phía nam, mọi ngã đường tiếp cận nhân đạo tại dải đất nhỏ hẹp ven biển này đều bị Israel phong tỏa.
kể từ khi xung đột bùng phát hôm ngày 7 tháng 10, đến nay 75% trong tổng số 2,3 triệu người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và tạo nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Từ nay đến cuối tháng 1, hãng hàng không lớn thứ hai Hàn Quốc Asiana Airlines sẽ triển khai việc cân hành khách để lấy dữ liệu phục vụ cho việc đảm bảo an toàn hàng không và tiết kiệm nhiên liệu máy bay. Kế hoạch được triển khai với các chuyến bay quốc tế khởi hành từ sân bay quốc tế Gimpo ở phía Tây Seoul. Hành khách được yêu cầu đứng lên cân với trang phục đầy đủ và hành lý xách tay để tính trọng lượng tiêu chuẩn. Tất cả dữ liệu thu thập được đều được bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên, hành khách vẫn có quyền từ chối yêu cầu này của Asian Airlines. Theo các hãng hàng không, biện pháp cân hành khách cho phép các hãng thu thập dữ liệu, từ đó phân bổ trọng lượng hiệu quả hơn trên các chuyến bay, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời nâng cao hiệu quả dịch vụ. Tuy nhiên, việc này không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ. Thưa quý vị, đến hẹn lại lên, hàng nghìn khách tham quan đã tập trung tại quảng trường bảo tàng ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan để tham gia lễ hội Ngày Hoa Tulip Quốc gia. Ngày Hoa Tulip Quốc gia được Hiệp hội Quảng bá Hoa Tulip Hà Lan tổ chức nhằm đánh dấu một mùa hoa mới của năm. Điểm nhấn của lễ hội là du khách sẽ được hái hoa tulip miễn phí tại vườn. Vườn hoa tulip với hơn 200.000 bông hoa rực rỡ được đặt tại quảng trường bảo tàng ở Amsterdam. Nhiều du khách thích thú khi được đến đây ngắm nhìn và tự tay mái những bông hoa mình yêu thích. Ngày Hoa Tulip Quốc gia 2024 đánh dấu năm thứ 11 sự kiện này được tổ chức tại Hà Lan. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên vào đầu mùa vụ hoa tulip nhằm quảng bá du lịch và sản phẩm xuất khẩu chính của nông nghiệp nước này. Được cho là có nguồn gốc từ một dãy núi ở khu vực Trung Á, hoa tulip lần đầu xuất hiện ở Hà Lan vào thế kỷ 16. Nhờ vẻ đẹp hấp dẫn, hiếm có, hoa tulip nhanh chóng được ưa chuộng ở Tây Âu và trở thành loài hoa biểu tượng của Hà Lan. Khi đến thành phố Amsterdam, du khách có thể ghé thăm bảo tàng hoa tulip để tìm hiểu ý nghĩa của các loài hoa này trong văn hóa Hà Lan. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp theo là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm từ 90 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm từ 90 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm từ 88 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm từ 88 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm từ 82 đến 99%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm từ 80 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Brau nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm từ 80 đến 97%, gió nhẹ.
Đến đây thời lượng dành cho chương trình Thông tin ngày mới đã kết thúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.